trên đường đến đây á. Trên đây thì vẫn như mọi khi là ngủ. Zoom in. Rồi, đây. Trông hoang mang chưa? Xin chào HG Tây Hồ. Phải con không? Hai bạn này là lúc đầu là chỉ đến cùng bố, đến gặp nhau mà không cần biết bố ở đâu. Hay. Đến đây thì lần đầu tiên với chị không? Cần bày tỏ suy nghĩ hay lo lắng gì với chị? Lúc mà trên đường đến đây á, trên đây thì vẫn như mọi khi là ngủ. Trong tình trạng quay focus zoom in rồi đây. Trông hoang mang chưa? Hồi nãy em vừa mới hỏi anh biết là chị có dặn dò gì anh biết trước khi mà ra hay không, thì anh biết có nói là chị dặn anh chỉ còn đẹp trai thôi. Nhưng mà chị rất là hay giận mọi thứ, nhưng mà hôm nay nó chả giận gì cả, thấy mọi trai thì bảo đẹp trai. Đánh giá hôm nay nó mà 110 điểm á thì cái độ phong thái không biết đang đạt mấy điểm rồi. 190 luôn. Ở nhà cà hiền có nói với ảnh về chiến thuật gì không? Hai vợ chồng có share với nhau về chiến thuật ngày hôm nay không? Không, thực ra là cũng không có chiến thuật. Chị cũng chỉ thấy được nói là cái lần cái tiêu chí để chọn chiến tinh thôi. Có chiến thuật thì chưa đến đấy, là hôm nay phải chọn. Hôm nay mình đến đây với lại hai bạn nhỏ là có phải là mình đang muốn gửi một lời động viên đến ảnh không? Mình có thể nói lại lời động viên đó trực tiếp ở đây không ạ? Hôm nay là cả nhà để giúp đỡ tinh thần cho quê. Không sao đâu. Hai bạn nhỏ là dính nhau. À kia là xin chào HG Tây Hồ. Phải con không? Hai bạn này là lúc đầu là chỉ đến cửa và đến gặp nhau mà không cần biết bố ở đâu. Hay. Hey bố chưa? Hey bố. Bố nào? Không. Chị anh vào đây ngoan nhé. Anh không có chuyện em đấy. Đào phim. Yêu lắm hả? Đào phim gần 1 tỷ đồng của anh. Tức thôi. Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel. Có rung không khi mình là thí sinh đầu tiên của năm nay? Ui, thật ra thì em cũng có là rung, nhưng mà là rung động trước chị Suboy á. Rồi vào cái là tạt rung đầu. Gì rung gì rung động trước chị Suboy chết rồi. Alo. Anh phủi đầu vào đấy, khảo không bao giờ không đấy, đấy, tôi nhắc tới lời nguyền Suboy đấy em lo. Ok. Nó đang rung kìa, mọi người đừng có nói vậy. Alo. Sao hay mọi người hay tắt mic của mình nhỉ? Tại em biết mình nói tầm 7 á. Ở đây áp lực quá, hai bên đây nó kinh em nãy giờ. Em chưa biết lời nguyền Suboy rồi. Hên quá em không có chơi cái chiêu này ngay lúc mà audition, có khi là em không được đứng ở đây. Đấy. Cái phòng casting mà em dùng cái chiêu này là em dính lời nguyền Suboy ngay. Lời nguyền Suboy ngay, em không biết đâu. Nhưng mà từ hồi casting tới bây giờ thì chị thấy khi em bước lên sân khấu, em cũng có cái bước tiến bộ rất là lớn. Từ vòng casting tới tập luyện thì em có nhắm bạn này tới một độ rồi. Tại vì tất cả các bạn em nhắm tới ai thì em sẽ note trong đầu hết. Đó là về bên đây không ok lắm.
em nghiêng về phía bên đây nhiều hơn cả hai người này sẽ ok hơn. Vì sao? Thứ nhất về cái năng lượng, cái thứ hai nữa là thật ra là em muốn bạn sẽ có một cái gì đó khác đi so với lại những cái mà bạn đang có sẵn rồi. Cái này năng lượng mà. Vào đây hơi thánh thiện thôi chứ một ông này năng lượng không hẳn đâu. Nhưng kiên giả bộ sao? Cái năng lượng trở mặt đó cưng. Dạ, chị Vân. Cái năng lượng của B-Ray nó sẽ là thuộc một phạm trù khác ấy. Khung khoăm đúng không? Băm bổ đúng không? Nên là với cái vai của bạn này thì em sẽ nghĩ sẽ hợp với phía cánh này nhiều hơn. Thôi bây giờ dù gì đi nữa thì em nó cũng đến đây vì Suboy muốn rung động trái tim của Suboy. Cho Suboy quyết định cuộc đời. Cho Suboy quyết định cuộc đời của em cũng không cảm thấy hối hận đúng không em trai? Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Khởi đầu chương trình thì nó có một cái thế rất là tốt là em sẽ mở đầu cho tất cả những thí sinh đằng sau em. Nhưng mà cái thế đó nó cũng rất là khó bởi vì tất cả mọi người ở đây vẫn chưa có cái chuẩn của mình. Bọn anh quyết định sẽ đưa em về với Big Daddy. Đưa em về với Big Daddy. Kiều, lên Kiều ơi, Kiều, có vui không em? Dạ, dạ vui. Vui, là tỏ ra vui đi cưng. Kiều ơi, Kiều về với Big đi. Em yêu Big Daddy. Chúc mừng Pháp Kiều với đội của Big Daddy. Cố gắng lên em. Gửi gắm Big nhà Big ơi. Gửi anh Kiều tâm cho Big đó Big ơi. Đấy, vòng 2 sao coi được á. Hy vọng là Big Daddy sẽ biến em thành Big Baby. Em sẽ biến bạn ấy thành Suboy thứ 2 của Việt Nam. Wow. Tôi sợ ông biến Pháp Kiều thành Pháp Vân rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng chinh phục đầu tiên của Rap Việt mùa 3. Sau vài phút gia lao chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Có cái vàng không em? Đói, đói, đói. Kiếm cái gì ăn, kiếm cái gì ăn. Đói. Đói à? Ăn bánh tráng không? Ship bánh tráng về. Đói, đói. Bánh tráng, bánh tráng. Cái gì cũng được. Có đồ ăn không? Lại hoa hậu rồi, lại thánh thiện rồi. May lại hiền rồi em, hơi căng ạ. Em xin lỗi. Từ từ thôi. Ờ, món này. Anh cần gì thì anh cứ nói nhé. Như ơi. Nói ai? Kiếm cho anh cái... Cú. Kiếm cho anh cái bánh tráng. Đồ ăn cái gì đó. Hộp bánh tráng với cả cái da heo. Mấy gói nhỏ nhỏ thôi. Bánh mì bơ tỏi Thành. 2 giây của chị là 2 tiếng của con em. Bánh mì bơ tỏi, bánh mì bơ tỏi. Thôi. Mà tôi đói là tôi cọc lắm. Wow. B-Ray. Bro. Are you nervous? Cái này. Are you nervous? Yeah. Little bit. A bit. Me too. You doing good, bro. You doing good though. Yeah. Bánh mì bơ tỏi rồi bánh mì trứng muối cái gì cái bla bla gì nói chung là nó bánh mì ba vị. Thôi tạm gì chứ. Chưa để nghĩ ra thêm món mới. Pam pam. Pam pam pa la pa 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 ma. Cái giọng lúc nãy không hợp với bộ râu lâu anh Thành ơi. Hey, hồi nãy giờ là gì? Đấy, nó phải thế. Thì sinh người tốt đấy. Tên gì? Nghe bạn ấy hát cái tôi chả cảm gì thấy nó, tự nhiên nó lôi tôi vào. Chả gì nó lôi tôi vào. Ghi chép ấy. Mình có cái gì ăn? Có đồ ăn chưa như? Cái bánh mì bơ tỏi này em mua là ở đâu ta? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Rick ơi, bánh tráng, bánh tráng, bánh tráng. Bánh tráng, bánh tráng, bánh tráng. Muối không à má ơi. Ôi dồi ôi. Wow. Có tuyệt vời. Kịch. Yo. Chơi. Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion